Rồi, xin chào anh em. Hôm nay chúng ta sẽ quay clip review so sánh các mẫu tàu phổ thông có trên thị trường ha. Rồi, chúng ta bắt đầu với con mini này nhé. Đây là con size 40cm, né luôn cả đuôi là khoảng 45cm ha. Đây con là con Wltoys 915. Rồi. Tiếp theo là con size trung bự hơn chút xíu, size 65cm. Đây là con Vector 65. Tất cả 4 dòng tàu này đều xài động cơ brushless không chở than hết nha. Và lớn hơn chút xíu nữa chúng ta có con 80cm, đó là con Vector 80 nè. Đây, Vector 80. Đây. Và lớn nhất ở trong các dòng tàu điện hiện nay là con 85 ha. Con Sword của DT Racing ha. Rồi. Size 85cm. Thì về phần ngoại hình đó, thì hai mẫu nhỏ thì nó sử dụng dàn lái và chân vịt bằng nhựa ha, lát 3 ly nên là nó xài cáp dẻo hết nha. 4 mẫu này đều xài cáp dẻo hết à. Rồi qua hai mẫu lớn hơn đó, thì chúng ta có chân vịt kim loại, dàn lái kim loại ha. Đây con này chưa gắn chân vịt, đây cũng chân vịt kim loại, dàn lái kim loại luôn ha. Hai con lớn này chưa gắn cánh lái nha. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ review tiếp về nội thất. Rồi, chúng ta mở con 915 trước nè. Đây. Đây, bộ điện và motor mini nè. Không, nhưng mà không chở than nha. Nó sử dụng pin 11V1. Rồi. Sơ bộ lái thì dạng mini luôn nè. Rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có con Vector 65. Vector 65 này có cái nắp của nó là để có cái bọng hơi chống nước á, chống lật á. Rồi. Nó cũng sử dụng pin 11V1 nhưng mà dung lượng cao hơn 2200mAh ha. Đây, motor của nó cũng lớn hơn chút xíu nè. Đó. 2218 ha. À, đây trục cáp receiver servo cũng lớn hơn con kia chút xíu à. À, kèm theo SC đời mới là xài SC 30A ha. À. Tiếp theo chúng ta sẽ coi tới con Vector 80. Đây là Vector 80 Pro nha. Các bạn đừng có lộn như là Vector 80 thường nha. Đây là bản Pro. Đây. Nó sẽ xài motor xài lớn 3720 nè, 1750 kV nè. Trục cáp là trục cáp 4 ly, cáp dẻo 4 ly nha. Ra đầu chân vịt là chỗ cốt chân vịt là 5 ly. Servo size tiêu chuẩn, có thể lấy servo của xe 1/10 thay vô nha. Rồi. Mạch ESC 60A nè. À, con này thì mặc định nó làm dắt nối tiếp hai pin 4S, hai pin 2S 7V4 để ra 14V8 4S á. Đây. Tiếp theo là con chùm cuối chúng ta sẽ có là con Sword. À. Con này nó khác gì với những con còn lại. Đây là con Sword bản custom ha. Extreme. Nó sẽ đi với lại SC 150A Flycolor nè. Đây, motor 3674 1900 kV nè ha. Rồi, servo size tiêu chuẩn ha. Rồi. Đây là đồ làm cái đế giữ pin nè. Đế giữ pin bằng sợi thủy tinh. Đây, cái tàu này nó đặc biệt á, là nó khác với những ba các loại tàu này nè. Là ba loại tàu ở phía bên tay trái là nó sử dụng body nhựa ABS. Còn riêng con Sword này á, là nó sử dụng body là bằng sợi thủy tinh composite. Đây nè, các bạn thấy có vân ở trên này không? Đó. Đây là sợi thủy tinh composite, ở phía trong á, là nó là lõi cốt sợi thủy tinh và ở phía ngoài nó phủ một lớp nhựa của polyester là composite á. Đây. Viên tàu này nó có hai cấu hình SC 120A hoặc SC 150, thì đây là con bản sẽ SC 150. Nó đi với pin 6S 5000 đổ lên. Đây là trục cáp 5 ly nha. Rồi, có làm mát trục cáp luôn. Rồi. Chưa gắn thước lái. Rồi. Lỗ cốt chân vịt cũng 5 ly, nó đi kèm với chân vịt 40 mm. Rồi. Với con 915 của Wltoys thì tốc độ của nhà sản xuất là khoảng 45 km/h. Đối với con Vector 65 thì tốc độ nó khoảng 55 km/h theo nhà sản xuất. Còn Vector 80 thì nó sẽ là 70 km/h. Và con Sword này nó sẽ tốc độ là 100 km/h đối với pin 6S ha. Con này sử dụng pin 24V, con này sử dụng pin 14V8, con này sử dụng pin 11V. Con này cũng sử dụng pin 11V nhỏ hơn chút xíu. Các sản phẩm có bán tại website linhnguyenco.com hoặc anh em lên Google search Linh Nguyen Hobby ha. Ngoài những mẫu tàu rồi chúng ta còn có thể tham khảo thêm các mẫu xe chạy pin và chạy xăng nữa nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi.